Rồi, kính chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu con Mitsubishi MT4801D. Con này là hai cầu trợ lực lái ben cơ số cơ 48 ngựa nha các bác. Máy che 4 chân. Đó, cặp lớp sau bên em thay cặp lớp mới rồi. 48 ngựa, siêu khỏe, siêu bền. Đó. Các bác nào về cần cày kéo cổng đó, làm thì con này rất là vip cho các bác luôn nha. Cực kỳ bền. 175 triệu. Đó, bara đi lên đàng hoàng luôn nha các bác. Máy che là khung che của nó là khung 4 chân á, nên là nó chống chống lật cho các bác luôn nha. Đây, kính đồ đàng hoàng cho các bác luôn nè. Kính chiếu hậu là đầy đủ đẹp luôn. Các bác tham quan một tí nha. Con này nó chạy 843 giờ. Số chạy của nó là 1234. Ben cơ nha các bác. Phía sau ghế là có cái thùng đựng đồ nghề luôn các bác này. Đồ nghề ốc vít phía sau ghế nha. 175 triệu. Số sới này các bác, 3 số sới. Còn nhanh chặn nữa nè. Con này Mitsubishi MT4801D nha các bác. Em đã làm mái che 4 chân nha. Nguyên xi như vậy luôn các bác, dưới ghế nè. Các bác xem. Cắt đai còn nguyên luôn, em chưa rửa đây luôn. Ôi, còn đóng luôn. Còn đóng đất từ Nhật về luôn các bác. Đó, các bác xem nè. Cái này rửa ra cũng rất là đẹp nha các bác. Còn nguyên xi chưa rửa luôn. Các bác mua rồi thì bên em mà rửa lại chắc. Ở sau ghế, cái ghế nguyên viên của nó còn có cái túi để là đựng cái thứ nè các bác này. Các bác thấy không? Nguyên xây luôn ở sau ghế này. Bỏ gì là mình dài nút lại luôn, còn nguyên luôn nè. Các bạn nghe. Cản tay cầm mà rất là chắc chắn luôn nha bác. Lên xuống mà hai bên đừng có cản tay cầm nè. Mitsubishi MT4801D nha. Rồi các bác theo em tham quan cái cặp lốp trước tí nha. Cặp lốp trước thì gai còn tương đối. Gai còn tương đối nha các bác. Còn tương đối. Xung quanh vành mâm của em nó còn khá là đẹp. 8.320 các bác, mâm đồ các thứ là nguyên xi nha. Đó là cháy nổ một tí nha các bác này. Ốc vít thì 7 màu luôn các bác nha, rất đẹp. Đó. Rất đẹp luôn nha các bác. Xem soi lớp cho bác xem cho nó kỹ. Mấy cái lớp cũ thì em soi cho nó kỹ tí nha các bác. Còn lớp mới thì em đi qua thôi. Mới thì không cần thiết. Lớp cũ là phải kỹ. Rồi. Mặt nạ trước. Bốn mươi tám ngựa nha các bác. Mấy cái dòng này thì từ hồi giờ mình sử dụng thì mình đã biết cái độ bền của nó. Còn nguyên cái nắp tò ở đây luôn á kìa. Đặc biệt là chạy nhanh luôn nha các bác, là muốn chạy nhanh thì mấy con này là chạy nhanh nha bác. Đầu trước nè đẹp chưa các bác. Xem kênh em mà chưa đăng ký kênh cũng như chưa like nhé, các bác em muốn đăng ký nút like để mình tăng tương tác để kịp thời theo dõi những cái video show mới và xinh nhất bên em phát ra nha. Con này cầu trước rất là đẹp luôn các bác nha, chắc nhắn luôn.
đẹp phần động cơ nhá. Thôi cái này để luôn bên đây đi, ở sau ai có phải con mở ra mở vô nữa. Chấm cái này lên luôn. Máy móc còn bám đất luôn cái bác này. Đó. Cô đẹp lắm. Mitsubishi MT4801 đen các bác. Tem mát Mitsubishi. Cầu rồi, máy thì chưa cầu thì chưa rửa luôn bác này, bám đất này. Đó bác thấy không? Cái con này cầu đùi nhìn rất là chắc luôn á. Máy móc này. Móc tay nó còn bám ốc chít thì 7 màu. Test phát đi rồi đó. Mitsubishi con này là MT4801 nha các bác. 4 người siêu khỏe siêu bền. 175 triệu. À, lớp sau là bên em thay gặp lớp mới rồi. Lớp trước còn nguyên zin, còn khá luôn nha bác. Nhà đất đai còn bám luôn. Rồi em đi tới động cơ máy thì chưa rửa luôn nha các bác, nguyên phi nha. Bám nhiều đất lắm. Muốn máy nữa bác này. Bác có xem mấy cái xe mà cái máy lắp bụng nguyên zin dài mà nó có chốt. Các bạn bấm cái này là biến xe rất đẹp nha các bác. Đai còn bán mình luôn. Đẹp chưa các bác? Con này là Mitsubishi MT4801D. Rất là đẹp luôn nha. Đó, cây giống bửng mà còn vàng luôn nè bác này. Các bác xem động cơ máy chưa rửa luôn nha. Nguyên zin luôn nè các bác này, chưa dọn chưa rửa luôn. Bám đầy luôn trên cái động cơ máy luôn. Xe rất là đẹp luôn, ốc vít thì 7 màu luôn. Ốc vít 7 màu luôn nha bác nha. 175 triệu cho một xe MC. Đẹp, lớp sau là 24, mái che thì 4 chân. Rồi các bác này. Đây lái trợ lực cho đàn hàng nha các bác. Đây em đang hướng nè. Đây lái trợ lực cho đàn hàng, các hướng đàn hàng cho các bác luôn nha. Xi nhan đèn nước đầy đủ. Đen cơ nha các bác. Cái xe này nguyên bản về luôn nha các bác nha. Đó, chưa dọn dẹp chưa gì luôn á. Thay lớp thì đầu em làm ra cho các bác coi coi. Trồng trồng lớp lớp như này là các bác biết rồi đó nha. Con xe này em chưa rửa luôn. Gọi như là trừ lớp bụi bên ngoài xong rồi làm video cho các bác tham khảo thôi. Nguyên zin luôn các bác. Chưa dọn chưa rửa từ dưới ghế đến động cơ máy đến đùi sâu rồi các bác nè. Đó. Có thấy đất lớp không? Lớp lớp trồng trồng chắc chắc. Để máy bọn em bên em sẽ đem ra để rửa cho nó sạch sẽ cái xung quanh này hết nha các bác. Nhìn này cho nó thẩm mỹ một tí nè, nguyên si cho các bác xem cái xe nguyên si chưa rửa và sau xe này là em rửa xong nó như thế nào luôn nha.
Đó, đùi thẳng đẹp, da liêu rinh. Cái dòng này thì bàn cãi gì nữa đâu, dùng nó loại như là quá bền rồi. Cái độ bền của nó là gọi như là được người tiêu dùng là bình chọn nha các bác nha. Nó rất là khỏe và bền. Mitsubishi MT4801D, hai cầu trợ lực lái Benco số cơ, chạy nhanh luôn nha các bác. Mái che là 4 chân, đùi cầu rất là chắc luôn, khung sườn của nó cũng rất là chắc luôn nha các bác. Con này bán bao nhiêu một cơ? Rồi, kính chào các bác nha. Mitsubishi MT4801D, mái che 4 chân. Lớp sau thì em đi cho bác xem còn lớp sau một tí, vì lớp sau bên em thay lớp mới rồi. Ở đây em còn đi cho bác coi nha, lớp mới rồi. Lớp mới thì em không có đi sâu vào nữa, chỉ giới thiệu qua cho các bác biết, bác biết thôi nha. Con này mâm sau nguyên zin luôn các bác. Lớp sau là lớp 14.928 các bác. Bristol. Ủa, 98 Bristol. Ra Bristol, Bristol. Đây có lớp mới nha các bác. Mâm sau này, mâm sau ở bên em có dặm mâm này rồi các bác này. Đó, mâm sau có dặm lại rồi nha, mâm trước chưa. Có dặm mà thay lại cặp lớp mới rồi. Đây là cặp lớp mới rồi nha các bác. Nhưng các bác an tâm chạy nha. Cặp lớp mà quan trọng nhất là cặp lớp sau. Đó, đã được thay mới rồi. Thì không có phân vân gì nữa nha các bác. Rồi, em kính chào cả nhà nha.